Hello cả nhà. Hôm nay mình sẽ thả chỗ này là 127 con cá 7 màu Coral E. Đấy. Size này là size 1 tuần tuổi mọi người ạ. Sáng nay mình vừa thả 135 em nữa. Nhưng mà size bé hơn. Size 1 đến 5 ngày. Đấy. Bên ngoài là 135 em. Trong này 127 em. Đấy, tổng là có 262 em ở bể cá. Với diện tích là 1m2 này. Dài 1m2 rộng 0,45. Mình sẽ thả. Mình đã ngâm được khoảng 5 phút rồi. Nhiệt độ bên trong và bên ngoài nó bằng nhau rồi. Thì mình sẽ thả từ từ mọi người. Đấy. Cái ra hồ mới nhá. Wow. Đẹp chưa? Đấy, hơn 200 các em cá, đợi lớn thì rất là đẹp luôn.